Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với TradeRx. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng XStation, một nền tảng của sàn giao dịch XTB. Với kinh nghiệm nhiều năm sử dụng các loại nền tảng thì mình đánh giá chung về nền tảng này là một nền tảng tuyệt vời để các bạn có thể trải nghiệm. Thì khi các bạn tải về thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái nền tảng XStation dành cho cái phiên bản desktop đó nha. Thì phiên bản đó sẽ tối ưu nhất để các bạn có thể thuận tiện và giao dịch. Đầu tiên khi các bạn mở vào thì tất nhiên là chúng ta phải login rồi. Sau khi login các bạn sẽ thấy được cái giao diện như thế này. Thì đầu tiên mình muốn khuyên là bạn nào giỏi tiếng Anh thì cứ giữ giao diện này, còn không thì bạn nào không giỏi tiếng Anh thì bấm vào cái ba cái gạch ngang này. Các bạn bấm vào setting cho mình dòng thứ ba. Rồi các bạn chọn cho mình là cái từ này nè, language gì nè đó. Các bạn nào mà không giỏi tiếng Anh á. Rồi, đây language, các bạn bấm vào đây. Các bạn kéo xuống, các bạn kiếm cho mình là tiếng Việt. Rồi ổng đâu rồi, à, đây tiếng Việt đây, vừa thấy rồi, nó sẽ chuyển các bạn về giao diện là tiếng Việt đấy. Sau khi chuyển về giao diện tiếng Việt thì các bạn sẽ thấy cái giao diện của chúng ta như thế này. Thì giao diện chính của chúng ta sẽ chia làm 3 phần, bố cục làm 3 phần. Phần đầu tiên các bạn sẽ thấy là bên tay trái chúng ta có một cái ô này, rồi bên tay phải chúng ta sẽ có một cái ô này, và bên dưới chúng ta sẽ có một cái ô này. Chúng ta ba làm chia làm ba ô nha. Ba ô này nó có những cái tác dụng bổ trợ lẫn nhau. Thì nếu các bạn muốn tùy chỉnh thêm chẳng hạn như về âm thanh hay là cái gì đấy, âm thanh này, thông báo này, thì các bạn sẽ chỉnh hết toàn bộ ở đây. Bạn nào thích phím nóng thì có thể sử dụng. Đối với mình thì mình chỉ đảo một cái, đó chính là nền tối. Mình cực kỳ thích nền tối nên mình sẽ sử dụng nền tối. Các bạn bấm cái nút này để quay lại này. Đấy, bạn nào mà lỡ nghịch lung tung rồi đó, không biết bấm sao thì bấm nút này nha, bấm cài đặt lại là nó sẽ quay lại cái cài đặt gốc. Rồi bấm nút xóa này để các bạn quay lại chính. Rồi bên trái là các bạn sẽ thấy cái bộ theo dõi thị trường, tiếng Anh thì gọi là watchlist đó đó các bạn. Đây sẽ là nơi mà các bạn theo dõi những cái cặp tiền của các bạn muốn sử dụng cặp nào. Rồi bên phải sẽ là cái phần thông tin chính, cái giao diện chính của chúng ta sẽ nằm đây. Đa phần những cái thao tác tác vụ của chúng ta đều xảy ra tại cái vùng này, vùng số 2 này, đây là vùng số 1 nha. Vùng số 3 thì chúng ta dành để cho chúng ta quản lý cái lệnh hiện tại, cái vị thế của chúng ta đang đóng hay mở hay là như thế nào, đang lỗ hay lãi thì nó nằm ở đây hết. Đấy. Vậy thì chẳng hạn như mình muốn giao dịch Euro USD thì đây các bạn sẽ thấy cái biểu đồ của chúng ta có cái ký hiệu nằm tại vị trí này. Nếu bạn không thích thì bạn có thể chuyển chỗ khác. Vậy thì bạn chuyển như thế nào? Chẳng hạn như cái đầu tiên này là FAV này nè, là nó viết tắt cái từ favorite đó, tức là ưa thích những cái mã mà bạn thường giao dịch đó, thì bạn sẽ bỏ vào trong này. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn cái hot này á, là chúng ta là đang chọn chuột vào, nó sẽ ghi là phổ biến. Đây là những cái phổ biến nè. Còn đây là những cái theo xu hướng của thị trường. Và tiếp theo cái dòng thứ tư này sẽ là forex nè, FX nè. Các bạn chọn cho mình major, chẳng hạn như mình là một người chuyên đánh euro chip chẳng hạn, thì mình sẽ bấm vào đây, thêm vào ưa thích. Sau khi các bạn click vào nút này thì nó sẽ nhảy vào trong này, thì các bạn không cần phải kiếm đâu xa nữa, kiếm đây cho nó nhanh ha. Rồi chẳng hạn như mình đánh euro thì mình sẽ sử dụng euro, mình đánh bảng Anh thì mình sẽ sử dụng bảng Anh. Có rất nhiều cách để chúng ta mở cái biểu đồ từ cái ô số 1 này qua cái ô số 2 này. Các bạn có thể nắm trực tiếp đây, các bạn kéo vào, không các bạn mới nắm vào thôi là nó đã hướng dẫn rồi này, kéo mã giao dịch và thả vào đây để mở biểu đồ mới. Thả này nha, 2 3 thả đó, thì nó sẽ ra cái Pound USD bảng Anh. Thì các bạn sẽ thấy bên dưới chúng ta sẽ có một cái tab nhỏ, bên dưới là Pound USD, cái tab cũ của chúng ta là Euro USD để chúng ta chuyển qua chuyển lại cho nó nhanh đó. Chẳng hạn như bạn không muốn giao dịch nữa, bạn tắt ở đây. Xong. Chỉ còn mỗi một cái tab EURUSD. Đấy, thấy chưa? Vậy thì đây sẽ là nơi mà các bạn quản lý xem các bạn muốn xem cái gì. Hôm nay các bạn muốn đánh forex, các bạn bấm vào đây. Indice, các bạn bấm vào đây. Đây, cho Mỹ này, cho Á này. Cái này chỉ số á. Chỉ số này, đây là chỉ số đó. Mấy cái này là chỉ số hết. Sau đó các bạn muốn sử dụng cái CMD này là commodity đó, đó các bạn. Nông nghiệp nè, agriculture này, energy này. Này, metal này, đấy, chăn nuôi này, đấy, đầy đủ hết. Ha, chỗ này chúng ta có FX này, index là chỉ số này, thương phẩm này. Cái này là chúng ta bên crypto. Crypto thì ngày xưa những cái ngày đầu tiên mà mình sử dụng XTB thì khá là hạn chế vì nó có khoảng 6 đến 8 thôi. Nhưng ngày hôm nay thì mình thấy cập nhật lên khá là nhiều.
step n là ai chạy bộ không thì bấm vào cái này, Uniswap này, Polkadot này, rất là nhiều ha, Kusama này, Kusama chứ mình đọc nhầm, Dogecoin này, Ethereum này, đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xem cổ phiếu. Các bạn bấm vào cái nút nhỏ này để dời nó qua cũng được. Cổ phiếu thì các bạn chọn ở đây. Chúng ta có danh mục chung và trong cổ phiếu chúng ta có danh mục cổ phiếu đến từ nhiều quốc gia, chẳng hạn như mình giao dịch Mỹ là phần lớn, thì mình sẽ bấm vào đây mình xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là cái quỹ ETF nha các bạn. Tí nữa mình sẽ nói sâu về những cái quỹ ETF này. Vậy thì đây là cái danh mục chung để các bạn muốn xem cái gì thì các bạn click vào đó. Nói ngắn gọn là như vậy. Và ngoài ra nó còn một số cái chức năng phụ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái ô thứ hai thì nó sẽ liên kết với cái chức năng phụ mà mình vừa nhắc tới. Vậy thì cái ô thứ hai này là EURUSD. Đối với những bạn lần đầu tiên mà tham gia thị trường này và những bạn lần đầu tiên mà sử dụng cái nền tảng này thì mình khuyên các bạn là nên click vào ngay cái chữ đào tạo cho mình. Những bạn mà lần đầu tiên đến với thị trường này thì hãy xem những cái bài hướng dẫn ở đây trước đã để có kiến thức cơ bản nền tảng về cái thị trường này trước khi bạn có thể tham gia nha, vì thị trường này cực kỳ rủi ro. Các bạn phải làm chủ rủi ro trước khi các bạn nghĩ đến cái việc là tìm kiếm lợi nhuận. Rồi, đối với những bạn mà chưa hiểu về cái nền tảng này, ngoài việc là nghe mình hướng dẫn ra thì các bạn cũng có thể xem những cái bài hướng dẫn về sử dụng cái nền tảng Extension tại vị trí này. Đây là mục về đào tạo. Đây là cái việc mà bạn làm đầu tiên nha. Còn những cái trader mà đã rành rồi thì các bạn sẽ không xem cái đào tạo này. Các bạn để phía cuối bằng cách là nắm cái, chẳng hạn như bạn muốn đưa lên á, đưa đào tạo thì nắm này kéo lên này. Đấy. Còn muốn ông này kéo lên đấy, thấy chưa? Thì ông đào tạo nằm xuống cuối. Rồi những cái trader mà đã biết mình phải làm gì trong ngày rồi thì các bạn sẽ lên cho mình là cái lịch kinh tế ngay lập tức. Lịch kinh tế này các bạn chọn sự kiện kinh tế và các bạn chọn phù hợp với cái kế hoạch giao dịch cá nhân. Chẳng hạn như mình là trade dài hạn và đa phần là trung hạn và phần ít là dài hạn. Vì vậy những cái tin nhỏ nhỏ mình thường không quan tâm, cái này là cái sở thích cá nhân của mình thôi nha. Các bạn không nhất thiết phải làm theo thì các bạn có thể là ẩn đi những cái dòng đồng tiền mà các bạn không sử dụng. Mình thì thường sử dụng Canada này, EU này, Úc này, Anh này, Trung Quốc cũng không, Japan này, Đức này, US này, còn thiếu gì nữa không ta? Thôi tạm thời là như vậy. Rồi, cái mức độ ảnh hưởng thì mình sẽ không quan tâm đến mức độ thấp và trung bình nha. Riêng mình thì mình sẽ sử dụng cao thôi. Bạn nào sử dụng cái khác thì tùy các bạn. Chẳng hạn như chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ thấy cái thời gian này. Đây là thời gian và đây là thời gian cụ thể. Đây là thời gian trong ngày. Đây là ngày. Đây là hour nè. Dịch ra là ngày đó. Ở quên giờ đó. Đây là ngày. Đây là giờ. Rồi, vậy thì 15, 17 thì đến cái thời điểm này chúng ta sẽ có một cái tin tức, mà khi tin tức ra thì cái thanh khoản thị trường nó biến động rất là mạnh. Vì vậy cái việc đầu tiên của một trader đó chính là các bạn phải lưu ý cái lịch kinh tế. Vì vậy chúng ta sẽ kéo nó qua số 2. Vào cái là phải check ngay lịch kinh tế để ra cái kế hoạch giao dịch trong ngày, tránh giao dịch ngay giờ tin tức hoặc là giảm volume ngay giờ tin tức, hoặc là các bạn nào mà giao dịch tin tức á, thì sẽ chọn những cái thời điểm thích hợp để giao dịch đúng vào giờ tin tức. Cái đó là tùy vào cái kế hoạch cá nhân nha. Rồi một cái tin vui nữa là những cái bạn mà chuyên giao dịch về stock chứng khoán thì khi bạn giao dịch đối với những cái swap qua đêm hàng ngày thì các bạn còn được chia cổ tức, và cái lịch chia cổ tức được tích hợp sẵn vào cái giao diện của STB luôn. Các bạn sẽ bấm vào cổ tức tại vị trí này. Đấy, có đầy đủ hết ha. Thì cái cách sử dụng thì chẳng hạn như bạn nào chỉ muốn hưởng cổ tức thôi, chỉ muốn hưởng cổ tức rồi không có giao dịch gì hết, nó muốn thị trường đứng yên rồi qua cái ngày cái là mình hưởng cổ tức á, thì mình sẽ để ý cái ngày này. Đấy, cái ngày bên này chúng ta có hai ngày là ngày thanh toán và ngày giao dịch không hưởng quyền, các bạn phải chú ý cái ngày này nha. Lời khuyên của mình là bạn nên tìm hiểu lý thuyết về ngày giao dịch không hưởng quyền là gì trước đã, thì sau đó mới các bạn mới hiểu sâu và các bạn sử dụng. Chẳng hạn như tuần này thì chúng ta sẽ có, hôm nay là mình còn một hai ngày nữa tới cái này. Rồi chẳng hạn như mình thấy cái mã cổ phiếu này, First Group này,
cái mã này nó hay hay thì sao á, mình muốn giao dịch và nó có cái ngày giao dịch không hưởng quyền ở đây. Mình muốn giao dịch nhưng muốn hưởng quyền thì mình phải giao dịch trước cái ngày này. Vậy thì mình tranh thủ mình vào lệnh. Đấy thì bạn sẽ có những cái ngày giao dịch không hưởng quyền ở đây. Các bạn canh để các bạn giao dịch thì các bạn sẽ được chia cổ tức luôn nha. Rồi, cái này là phân theo quốc gia và phân theo cái mã giao dịch này. Rồi, các bạn tìm hiểu thêm phần này khá là hay này, dành cho những bạn giao dịch chứng khoán. Tiếp theo là chúng ta phải tìm hiểu về cổ tức. Bên cạnh một trader phân tích kỹ thuật thì phải hiểu về phân tích cơ bản đã. Thì thông qua phân tích cơ bản, nếu các bạn chưa am hiểu sâu thì các bạn phải học từ những chuyên gia hoặc học từ những người tiền nhiệm trước đã. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc càng nhiều càng tốt. Các bạn sẽ đọc tại vị trí này. Ở đây họ sẽ, các bạn nhìn nè, đây là ý tưởng giao dịch nha, đây là ý tưởng giao dịch, thì chúng ta click vào thì họ sẽ diễn biến nè, hay có diễn biến nè, khuyến nghị nè, phân tích chung nè. Rồi, rồi việc này thì giám sát bởi, đây là tín hiệu của ông Philip nè. Rồi, ngoài những cái ý tưởng giao dịch thì các bạn có thể đọc cái tin tức, đây là tin tức gọi là tiêu điểm thị trường đó. Rồi ngoài ra có một cái rất là hay là các bạn có thể click vào trong cái tấm ảnh này để các bạn thấy cụ thể hơn của thị trường. Mình rất là thích tính năng này nha, đỡ mất công các bạn phải đọc cái này ở ha, Bitcoin bao nhiêu rồi, Bitcoin đang lên bao nhiêu rồi, các phải tắt cái rồi phải chạy qua biểu đồ, các bạn phải coi Bitcoin. Không cần nha, các bạn có thể click đây và các bạn xem thẳng cái biểu đồ trên này luôn. Mình khá thích cái việc này. Rồi, sau khi đọc tin tức, các bạn có thể lựa cái tin tức phù hợp với cái kế hoạch giao dịch cá nhân. Bên đây là lịch sử giao dịch thì chúng ta sẽ để sau ha. Lịch sử giao dịch này chúng ta phải có lịch sử giao dịch đó. Rồi, tiếp tục là phân tích thị trường. Phân tích thị trường thì chúng ta có 3 loại cần phải chú ý. Thứ nhất là máy quét ETF này, mình có một lời khuyên cho những bạn sử dụng giao dịch chứng khoán á. Các bạn làm một cái điều đơn giản như này. Nếu các bạn chưa hiểu nhiều về chứng khoán, các bạn làm một cái công việc đơn giản là hãy nhìn vào những cái quỹ ETF, cái rổ hàng của họ có cái gì, thì các bạn sẽ tiếp tục giao dịch tương tự giống như họ. Chẳng hạn như cái quỹ này, đấy, mình chưa biết nha, mình chưa biết này là gì, mình không có review quỹ này nha. Chẳng hạn như các bạn thấy cái quỹ này, các bạn sẽ lên Google, các bạn search cái tên quỹ này cho mình. Sau đó các bạn sẽ xem rổ hàng của họ, và từ cái rổ hàng của họ các bạn bấm vào stock, và các bạn kiếm đúng cái mã đó, các bạn tự phân tích cho cá nhân. Đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn có thể đầu tư vào chính cái quỹ ETF này để họ có thể kiếm lợi, và bạn phải phân tích rất nhiều về cái quỹ này nha. Để có thể lên được một cái tầm này thì chúng ta cần một khối lượng kiến thức rất là lớn. Trước khi đó thì các bạn có thể luyện tập thông qua việc là các bạn sử dụng cái máy quét cổ phiếu này. Máy quét cổ phiếu này nó có khoảng để coi, vốn hóa thị trường này, lợi nhuận này, PE này, tỷ lệ cổ tức này, ROE này, hệ số beta này. Rồi, tùy vào cái kiến thức cá nhân thì các bạn sẽ, sau khi phân tích, các bạn chọn ra cho bản thân một cái mã cổ phiếu tốt để các bạn có thể giao dịch. Và cuối cùng, tí nữa mình sẽ nói tiếp cái phần mã máy quét nha. Mình đang nói về ba cái này thì thôi mình nói cho xong luôn. Thì bản đồ nhiệt là một cái mà mình khá là thích ở XTB, tích hợp vào đây để mình không phải đi kiếm đi đâu xa cả. Chẳng hạn như mình rất thích đánh Forex, cái sở trường của mình là Forex. Vì vậy mình sẽ sử dụng cái danh mục này. Đây là những cặp chính major. Và các bạn sẽ sử dụng cho mình là tháng. Bạn nào mà rành rồi thì mình cũng không dám là múa rìu qua mắt thợ. Mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Đó chính là cái mình sử dụng qua tháng trước. Thì mình quan niệm rằng thị trường nó sẽ di chuyển từ một điểm cho đến một điểm, mà nó không di chuyển thẳng một mạch như thế này, mà nó sẽ lên, sau đó nó hồi lại, và nó sẽ lên, sau đó nó hồi lại, nó lại lên và nó hồi lại, lên và hồi lại. Vậy thì khi đó chúng ta sử dụng cái biểu đồ nhiệt của một tháng thì các bạn sẽ biết được cái xu hướng chung của thị trường là đang tăng. Sau đó các bạn sẽ kiếm biểu đồ nhiệt thay vì một tháng mà là một ngày, một tuần. Thì thông qua những cái hệ số của một ngày và một tuần, các bạn lại thấy một cái bài toán là ngược lại. Chẳng hạn ở một tháng thì các bạn đang thấy là ví dụ như tăng 6% đi, đang tháng tăng 6%, nhưng trong ngày lại đang giảm 0,2%. Vậy thì đây chính là một cái tín hiệu của cái việc là thị trường đang hồi lại trong một xu thế đang tăng. Đấy, đây là cái cách mà mình hay sử dụng. Chẳng hạn như các bạn nhìn này, các bạn chỉnh một tháng nha. Thì các bạn đọc như sau, các bạn sẽ lấy con số, ở quên cái ký hiệu ở giữa làm chuẩn. Hoặc là các bạn có thể trỏ chuột vào mỗi thứ nè.
nó sẽ ghi rõ nè. Chẳng hạn như Aussie tăng 8,22% khi so với USD. Tại sao lại USD? Tại vì các bạn đang để hệ số ở giữa là USD. Các bạn muốn so với đồng nào, chẳng hạn như các bạn lấy Aussie so với lại Canadian dollar nè, thì các bạn sẽ để đây. Thì là Aussie tăng 3,6% so với lại Canadian dollar ngay tại vị trí này ha. Đây, các bạn chọn vào đây. New Zealand đang tăng khá là mạnh so với lại USD. Vậy thì trong tháng vừa rồi, 9%, 9,9% đến từ New Zealand so với lại USD. Thì các bạn chỉ cần xuống khung ngày và các bạn để ý khi nào mà ông New Zealand á, cái ông New Zealand ông này nè, mà ổng nằm bên tay trái, tức là ổng đang giảm, thì các bạn sẽ thấy cái tiến trình là giảm. Tại vì đây nó sắp xếp theo tiến trình tăng nè, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nè, thì ổng sẽ tiến dần từ đây từ đây. Vậy thì khi mà ổng nằm tại vị trí này, đó là nơi mà các bạn có thể tìm lệnh. Đấy, một cái ứng dụng khá là thú vị và mình hay sử dụng như vậy đối với cái biểu đồ nhiệt. Các bạn hãy tự khám phá và trải nghiệm thử cái biểu đồ nhiệt này nha. Rồi quay lại cái câu chuyện về máy quét cổ phiếu. Chẳng hạn như mình là một người có kiến thức hạn hẹp về chứng khoán đi. Chứng khoán đi, mình không biết phải giao dịch mã nào, thì có rất nhiều cách chứ không phải là một cách. Mình thì hay làm một cái việc, đó chính là mình lên search Google. Thế là mình search hôm nay ông Warren ông làm cái gì. Chẳng hạn ông là chùm cổ phiếu rồi, ông giao dịch cổ phiếu khá là tốt. Vậy thì mình mới xem cái danh mục của ổng. Danh mục của ổng mình để mình nhớ coi. Ở đây là cổ phiếu này, ổng có Apple này, các bạn có thể gõ vào cái dòng này các bạn kiếm. Nếu các bạn không thích gõ thì các bạn sẽ bấm xuống đây, có phần Mỹ, sau đó các bạn kiếm đúng cái chữ Apple các bạn bấm. Thì để tiết kiệm thời gian thì thôi mình gõ ở đây. Đấy, Apple này. Đấy, thấy chưa? Ổng có gì nữa ta? Bank of America. America. Đây có đây. Đấy, thấy chưa? Rồi, vậy thì ví dụ như chúng ta kiếm được cái một cái mã tốt đi. Đây. Cái mã này nha, các bạn nhìn nha. Cái này là của dòng trên, cái này dòng trên, cái này dòng dưới. Còn Bank of America nó nằm ngay chỗ này nha. Đấy, cái giao diện của nó tại đây. Nguyên cái vùng này là của Bank America. Đừng có nhầm lẫn nha. Rồi, khi các bạn nhấn vào đây. Đối với Forex thì khá là dễ rồi. Trước khi đi tiếp, các bạn chuyển về biểu đồ cho mình. Rồi, mình nói tắt một xíu, cái điều này nó hơi ngoài lề. Đó chính là ngoài cái việc sử dụng biểu đồ này, các bạn có thể chọn. Cái này thì bên tiếng Anh mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì. Bên tiếng Anh thì họ gọi là layout. Layout. Ở đây nè, khi các bạn sử dụng một biểu đồ trơn như thế này để bạn phân tích cũng được. Hoặc là bạn sử dụng nhiều chỉ báo trên đó thì các bạn có thể bấm thêm mới để thêm cái layout. Còn giống như mình thêm sẵn rồi, mình là biểu đồ 2, thì khi click vào thì nó sẽ hiện ra khá là nhiều cái chỉ báo cho mình. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, thì thôi vì như vậy thì mình đang muốn vào lệnh thôi, thì mình sẽ sử dụng cái layout 1. Rồi, trong cái layout này mà mình muốn sử dụng, mình giao dịch cái Bank America, chẳng hạn như mình muốn giao dịch thì chúng ta sẽ có hai điều cần chú ý. Một là cái nút dấu cộng này, hai là cái nút dấu chấm than này. Dấu chấm than này nó lại nằm ở hai vị trí là dấu ở đây và ở đây. Đấy, các bạn bấm vào nút chấm than ở đây cũng tương tự như bấm vào đây, thì chúng ta sẽ có cái bảng này, chuyên sâu, thông tin chung này, phí giao dịch 0%, mở lệnh tối thiểu là 50 đô, rồi đòn bẩy của chúng ta là 5%, tức là nếu các bạn muốn giao dịch thì các bạn phải ký quỹ 5% so với cái khối lượng giao dịch thực tế mà các bạn phải trả. Chuyên sâu này, đây là phân tích chuyên sâu thì các bạn phải làm trước. Cái phần này thì mình lại khuyên các bạn làm trước khi bên cái mảng phân tích thị trường nha. Rồi, cái kết quả hoạt động này các bạn phải đính liền với cái phân tích thị trường nè, phân tích trước. Rồi, ví dụ như chúng ta bỏ qua cái phần đó, chúng ta đều đồng ý một cái việc là Bank America là một cái mã cổ phiếu tốt để chúng ta giao dịch. Bây giờ chúng ta bắt đầu giao dịch thì chúng ta phải theo dõi nó, nên chúng ta sẽ click vào đây. Rồi, ở đây sẽ báo là đã thêm, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ nằm trong này. Này, nó lên trên đầu này. Đấy, thấy chưa? Rồi, chúng ta click vào đây. Thì một cái mẹo mà mình muốn dành cho các bạn là sau khi các bạn click vào trong dấu chấm than này thì các bạn nên sử dụng cái dấu cộng này. Hoặc nếu các bạn bên ngoài rồi, các bạn bấm dấu cộng luôn. Nhưng trước khi bấm dấu cộng thì các bạn làm một cái việc cho mình, đó chính là click vào đây. Chọn tùy chọn. Các bạn xem lại phần số 4 cho mình. Đối với những bạn đang làm quen với lại nền tảng và đặc biệt là những bạn mới thì mở lên hết cho mình nha. Vì cái này mà mở lên thì mỗi lần các bạn muốn vào lệnh á, nó sẽ hiện lên một cái bảng xác nhận để tránh cái việc là các bạn vào lệnh bởi nhầm lẫn, chưa quen nền tảng.
Tự nhiên mà chúng ta cầm quỹ hoặc là chúng ta đang giao dịch tài khoản mà chúng ta làm lỗ tiền là vì lý do là chúng ta chưa quen với nền tảng, là một cái lý do rất là ngớ ngẩn đúng không? Vì vậy chúng ta phải làm quen trước. Nên khi các bạn click thoải mái, chẳng hạn như mình click qua nút buy nè, đây với đây thì cũng ở đây là euro, mình nhầm, nắm kéo qua nè. Chúng ta có cái biểu đồ của Bank America nè. Rồi, ở đây, rồi. Đây, chúng ta click vào đây cũng được mà click vào đây cũng được. Click vào đâu cũng được. Khi mà click vào nó sẽ luôn luôn có cái bảng này, chính là ý nghĩa của ba cái nút hồi nãy. Nếu các bạn tắt ba cái nút hồi nãy thì không có cái bảng này, click cái là vào lệnh luôn, thì cái điều này khá là nguy hiểm. Thì các bạn phải mở lên hết, sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái chức năng là dấu cộng. Còn bạn nào lỡ bấm vào đây rồi thì bấm dấu cộng đây để cho nó hiện lên cái bảng này, mình cần cái bảng này. Sau khi có cái bảng này, một cái mẹo là các bạn click ngược lại dấu chấm than, nó sẽ lên một cái bảng khác và các bạn kéo qua để kế bên cho mình. Để kế bên cho mình. Thì khi đó các bạn sẽ sử dụng hai cái bảng này song song luôn. Bằng cách là các bạn nhìn thấy đây là mở lệnh tối thiểu. Mở lệnh tối thiểu là 50 đô. Các bạn nhìn đi, Bank of America đang được giao dịch tại giá bán là 38,11 đô. Vậy thì khi đó các bạn để khối lượng là 1 thì XTB sẽ tính sẵn cho các bạn là giá trị hợp đồng là 38,17. Đây tính sẵn luôn, khá là tiện đúng không? Vậy thì cái số tiền ký quỹ của bạn sẽ là 5% so với lại 38,17 này, tương ứng với lại 1,91. XTB làm hết cái điều này cho các bạn rồi. Khá là tuyệt vời, mình rất thích cái điều này. Đây là một điều mà những nền tảng khác nên học hỏi. Vậy thì các bạn trước khi giao dịch các bạn mới nhìn cái này, các bạn vào lệnh. Nhưng bảng này sẽ giúp các bạn mở lệnh tối thiểu 50 đô mà chúng ta mới có 38 đô. Vậy chắc chắn các bạn vào lệnh này nó sẽ báo lỗi vì hệ thống yêu cầu các bạn là giao dịch tối thiểu là 50 đô. Các bạn click vào nó sẽ báo lỗi. Ở đây chấp nhận nè. Thì nó sẽ báo lỗi. Đấy, order rejected. Order value lower than minimum. Tức là cái khối lượng giao dịch nhỏ hơn 50. Đấy, vì vậy các bạn muốn giao dịch được cái này. Khoan, để chúng ta phân tích đã. Daily, daily, thôi thì bằng một phương pháp thần thánh nào đó mình nghĩ là thị trường sắp lên đi, thì chúng ta giao dịch mẫu đi, dấu cộng này, dấu này, kéo qua đây, ở đây 50, vậy thì chúng ta sẽ lên khối lượng, đây chúng ta sẽ 76, 76 lớn hơn 50, và chúng ta sẽ vào được lệnh. Ngoài cái việc được chia cổ tức thì các bạn đang sử dụng cái loại hợp đồng là CFD, Contract for Difference, tức là hợp đồng chênh lệch. Vì vậy chúng ta sẽ chịu thêm một cái loại phí gọi là swap hàng ngày. Cái điều này là rất 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 đổi bình thường trong thị trường CFD nha. Không phải là sàn cố ý thu đâu, các bạn phải hiểu cái điều này, đây là lý thuyết. Rồi, mỗi ngày bạn nắm giữ hai cổ phiếu thì các bạn phải trả một lượng sell như thế này. À, nếu là lượng buy là như thế này, các bạn phải trả 0,02 đô, trả nha, có dấu trừ nha. Còn nếu bạn sell thì không vấn đề gì hết. Rồi, các bạn có thể vào lệnh bằng cách là bấm đây vào luôn. Hoặc nếu các bạn nào sợ có thể đặt lệnh cắt lỗ tại vị trí này. Và cắt lỗ thì các bạn nhớ chọn trước cái chiều mà các bạn muốn để nó hiện cho chuẩn. Chẳng hạn như mình muốn buy, mình click vào buy thì nó sẽ hiện bên này. Click vào sell thì nó sẽ chuyển hướng qua bên nút sell, nút buy này không bấm được nữa. Đấy, nút buy như này. Rồi, đây là chọn theo bip. Đây là cắt lỗ theo đô và đây là cắt lỗ theo phần trăm. Mình thì không thích làm ngay tại vị trí này. Tuy nhiên là có một số thời điểm chúng ta buộc phải đặt stop loss và lệnh chốt lời ngay lập tức tại vì cái biến động thị trường quá lớn. Còn đối với cái chứng khoán thì mình thường là không đặt trước mà mình sẽ bấm nút buy ngay chỗ này. Đấy, mình mua luôn. Rồi, sau khi mua xong thì lại một điều nữa lại làm nên cái điểm cộng của XTB, đó chính là cái hệ thống đặt stop loss và take profit khá là trực quan. Chẳng hạn như đây, mình chỉ cần nắm stop loss, mình kéo xuống tại vị trí này, mình cho rằng thị trường có thể di chuyển lên và mình sẽ sai khi thị trường di chuyển xuống dưới giá 32,42 này, mình sẽ chấp nhận sai và khi đó mình sẽ kéo xuống, mình thả ra thì một cái bảng nó lại hiện lên nữa. Đây. Thì khi đó mình sẽ lỗ trừ 11,64 đô với tương ứng với lại là 582 pip tại giá 32,42 đô này. Mình bấm chấp nhận thì nó sẽ điều chỉnh stop loss lại. Ok, tôi đã hiểu. Thì cái số 3 này là nó báo hiệu là những cái gì, những cái hoạt động gần nhất mà bạn vừa làm đấy. Chẳng hạn như mình vừa đặt stop loss này. Thì ngay lập tức bên dưới của các bạn sẽ điều chỉnh cái lệnh stop loss tại vị trí này. Và take profit tương tự.
Các bạn có thể nắm trực quang kéo lên, nếu không thích thì các bạn có thể click vào đây, các bạn điền tay, chẳng hạn như mình muốn take profit tại 44.08, 44.08, xác nhận, xác nhận, thị trường sẽ đặt tại đây, đấy, hay không, hay ha, cái này hay ha. Rồi, EURUSD này, rồi mình nghĩ là có vẻ như là euro nó sắp lên đó, mình sẽ vào luôn 0.05. Vào tại đây nha, hoặc là phải gõ đây. Đây nó có hai số. Thì mình khuyên các bạn là sử dụng bên nào thì quen bên đó. Chẳng hạn như nếu đã sử dụng bên phải rồi thì đừng sử dụng bên trái, vì mình cảm thấy khi để hai ô mà nó không đồng bộ như này thì rất là dễ bị nhầm lẫn. Nhìn thì 0.05 nhưng tí nữa lại bấm hai lot là hẹo đấy. Nên phải để cho chuẩn như thế này. Hoặc là các bạn tự nói với bản thân là chỉ vào bên này, không xài bên này nữa cũng được. 0.05, chúng ta 0.05 đi. Rồi vào nha, bấm ở đây cũng được, hoặc là bấm dấu cộng này cũng được. Rồi, thực hiện ngay lập tức hai lệnh chờ, mình sẽ vào luôn. Ở đây lại khối lượng này rồi, 0.05. Rồi, trước khi bạn vào, các bạn bấm vào nút này cho mình. À, cái này là Bank America, mình nhầm. Mình phải bấm cái nút này trước. Mình xin lỗi, cái này euro nó nằm đây. Đấy. À, thì ra là cái này đồng bộ. Rồi, mình xin lỗi cái này nha. Cái này đồng bộ. Được. Được. Tại mình rất là sợ cái việc này. Một số nền tảng khác nó có chức năng là sử dụng cái giá trị cuối cùng khi mà các bạn đặt lệnh á. Thì nó sẽ đỡ bị lẫn hơn. Còn đây thì nó đồng bộ. Đấy, được. Lại thành điểm cộng. Tưởng đâu điểm trừ lại thành điểm cộng. Rồi, chúng ta vào lệnh nha. Buy ở đây. Một là bấm nút ở đây. Hai là bấm nút tại vị trí này. Rồi, trước khi bấm mình dặn các bạn luôn luôn phải bấm cái này ra. Bạn nào chưa quen kéo cái này ra. Nhìn, giá trị của một pip nó nằm ở đây. Mở lệnh tối thiểu nên các bạn sẽ không thể nào bấm được 0.01. Báo lỗi ngay. Giá trị phải nằm giữa 0.01 và 100, thấy chưa? Rồi, chúng ta lên 0.01 nha. Rồi, 0.01. Vậy thì một hợp đồng trên danh nghĩa là 100.000 euro mà chúng ta có đồng 71.500 tương ứng với lại 0.2%. Vậy lấy 0.2% nhân cho euro, nhân cho giá trị thực tế của một hợp đồng, vậy thì chúng ta sẽ có được cái số tiền ký quỹ là 207.02 cho một lot. Đây là một lot nha. Còn nếu các bạn giao dịch thấp thì điều chỉnh lại, nó sẽ cập nhật lại vị trí này. Đây là giá trị hợp đồng, đây là số tiền các bạn phải ký quỹ. Đây là swap hàng ngày, đều được hiện ra hết, không hề có phí ẩn nha các bạn. Rồi, spread này, phí giao dịch này, swap hàng ngày được nêu rõ này, không có phí ẩn này, không có lừa đảo khách hàng này, không có chơi cái trò là vặt vặt nhỏ nhỏ này. Đấy, mọi thứ nó đều minh bạch hết, để coi. Rồi, cái điều này, đây là giờ giao dịch tính theo local time. Thì XTB đã quy đổi ra local time cho các bạn rồi. Tức là vào 5 giờ sáng ngày thứ hai theo giờ địa phương thì thị trường sẽ bắt đầu mở cửa và mở xuyên suốt tới nửa đêm. Nửa đêm này lại nói nửa đêm kia. Điều này khá là quan trọng khi các bạn sử dụng chứng khoán nha. Chẳng hạn như chứng khoán thì nó sẽ có những cái đoạn gap. Để coi đây có gap không. Đây có gap này. Có gap này. Tức là 21:30 tối thứ hai của chúng ta đó, chúng ta được phép giao dịch tới nửa đêm và nửa đêm được phép giao dịch tới 4 giờ sáng. Sau khi 4 giờ sáng chúng ta sẽ có một cái đoạn gap, tức là đoạn hở giữa 4 giờ sáng cho tới 9:30 ngày hôm sau. Lý do là chúng ta đang sử dụng cái data feed, cái cơ sở dữ liệu giá của thị trường thực, tức là chứng khoán, và chứng khoán này là chứng khoán Mỹ, hay nói một cách ngắn gọn thì tại cái giờ này Mỹ nó đang đi ngủ rồi, nó không giao dịch nữa thì chúng ta cũng phải ngưng. Rồi, quay trở lại với lại euro. Tại vị trí này, chúng ta giao dịch ha. À, bấm dấu cộng này, bấm dấu này, kéo cái này qua đây. Rồi, tối thiểu là 0.01, mình thích giao dịch 0.05. Mình đặt stop loss sau cũng được. Mình ký quỹ là 10, tài khoản của mình hiện tại là có 82 đô, được. Mình nghĩ là thị trường sắp chắc là lên đó. Thôi, bấm mua đi. Ok, chấp nhận, tôi chấp nhận. Sau khi đó thì các bạn muốn kéo lên các bạn xem á, thì cái chức năng này, các bạn muốn kéo lên các bạn xem nè, chẳng hạn muốn kéo lên không được nè, thì các bạn sử dụng cái scale bên này.
là tùy chọn thanh công cụ, hoặc là đơn giản là các bạn nắm cái này, bạn trục trái, các bạn kéo để bạn bỏ cái chế độ là auto scale đi, tức là chế độ tự động căn chỉnh màn hình. Bỏ chế độ đó đi thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ là căn chỉnh màn hình thủ công, thì các bạn sẽ được cái này. Đấy, thử nhìn. Rồi, chẳng hạn như mình muốn phóng to ra. Ui, cái này thì to quá. Rồi, bắt đầu mình đặt target profit nha. Mình scalping thôi. Mình đặt trên này, lãi 8 đô. Chấp nhận. Stop loss ở đây. Thôi, mình nghĩ là thị trường phải xuống tới đây lận. Thì mình sẽ chịu thua. Khi mà xuống tới đây, các bạn sẽ thấy được cái stop loss. Bank America tạm giấu đi. Thị trường này chưa được. Thị trường này phải lên nữa. Mình khá là tự tin với thị trường này. Mình sẽ vào thêm một lệnh 0,03 nữa. Đấy. Thì đây, các bạn nhìn thấy là khi các bạn sử dụng cái nền tảng XTB, nó hay ở một chỗ là khi các bạn trỏ chuột vào một lệnh thì nó sẽ hiện lên cái hệ lệnh, nó nằm ở đây, bao gồm cái vị trí là lệnh gốc của các bạn là lệnh này, take profit nằm đây, chứ không phải là dòng này và dòng này nha. Hai cái dòng này nó không có hiện ra thì cái không đúng nha, mà cái dòng này nó hiện ra cái đuôi nè, mình bỏ chuột ra là mất nè, mình trỏ vào nó hiện lên lại nè. Đấy, thì đây là cái lệnh gốc, đây là take profit và đây là stop loss. Rồi, vậy thì các bạn muốn xem cái lệnh 0,0, cái đây là lệnh 0,05, thì các bạn muốn xem 0,03 thì các bạn trỏ chuột vào đây. Đây, lệnh 0,03 này, các bạn điều chỉnh trên này cũng được. Còn bạn nào không thích thì có thể là trỏ chuột vào lệnh 0,03. Thì nó sẽ có cái dòng này kéo lên để đây. Đấy. Ok luôn. Stop loss để đây. Ok luôn. Rồi. Ok, vậy thì chúng ta vừa đặt lệnh xong. Nhưng mà ngặt nổi á, xuống đây thì mình sẽ chấp nhận thua như các bạn nhìn này. 28 đô. Kéo này qua đây xíu nha. Còn lệnh này là 17 đô. 28 mà cộng 17 thì lên quanh cũng 40 mấy, 50 mấy đô, bằng nửa tài khoản rồi. Ui giờ à, không được. Cái này thì stop loss lớn quá, không được. Thế là mình mới quyết định là mình sẽ giảm thiểu cái volume đi. Mình không muốn giữ nhiều như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là volume hiện tại, cái cách đọc nè, đây là khối lượng nè, nó sẽ có cái cơ cấu ở cái ô số 3 này. Thì các bạn sẽ thấy lệnh chờ chúng ta không có đặt lệnh ở đây, chính là những cái lệnh hiện tại. Lệnh trên là lệnh Bank of America, lệnh chứng khoán của chúng ta đang lỗ nhẹ nè. Rồi, còn cái euro chúng ta có số 2 ở đây, tức là trong cái euro chúng ta có hai lệnh. Các bạn click vào đây để giấu đi, click vào đây để mở ra thì nó sẽ có hai lệnh. Lệnh này có số đuôi là 441, các bạn click vào đây các bạn xem này. Có cái dấu chấm than này. Đấy, thì các bạn sẽ biết được cái giá mở lệnh là 538, thì các bạn sẽ nhìn đây, giá mở lệnh của chúng ta là 538, thấy chưa? Rồi, thông tin lệnh chúng ta vào lúc nào? Chúng ta vào bằng nền tảng nào? Bằng ngày hết hạn là bao nhiêu? Chúng ta 365 ngày nha, hết hạn trong 365 ngày. Mình nghĩ chắc các bạn đánh Forex thì không ôm tới lúc đó đâu. Những bạn chứng khoán của mày ra thì chắc là không cần phải quan tâm cái này. Chúng ta mở lệnh lúc này, đây là thời gian mở lệnh. Đấy. Rồi. Mình nghĩ là thị trường xuống đây mà lỗ bốn mấy đô hơi nhiều, thôi thì mình muốn cắt bớt. Thì các bạn muốn cắt bớt thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn double click vào thì nó sẽ thể hiện ra cái bảng này, nhớ nhìn kỹ nha, nhìn kỹ là cái lệnh nào nha, coi chừng cắt lộn đó. Thì các bạn muốn đóng lệnh á thì các bạn sẽ bấm khối lượng đóng lệnh đây nè là 0,05, các bạn bấm đây là nó sẽ đóng lệnh. Còn nếu các bạn muốn đóng, thay vì mình muốn đóng 0,05, mình muốn đóng 0,02 thôi, mình sẽ điều chỉnh cái này và mình sẽ bấm tại nút này. Đấy, thì nó sẽ ghi rõ là chúng ta sẽ điều chỉnh 0,02 này. Chúng ta buy. Buy ở đây thì các bạn phải hiểu là cái thuật ngữ á, nó chính là chúng ta hay dùng là sell. Sau đó chúng ta stop loss hoặc là take profit. Nhưng đây là cái tên gọi của loại lệnh thôi, nhưng thật ra cái gọi là cái tác vụ mà chúng ta vừa thực hiện đó chính là việc buy ngược lại. Nếu chúng ta sell thì chúng ta phải buy, nếu chúng ta buy thì tí nữa chúng ta phải sell. Vì vậy hồi nãy chúng ta sell rồi thì cái tác vụ mà khi mà chúng ta cắt lệnh được hiểu là buy, nên nó ghi ở đây là buy nè. Chúng ta bấm ok thì cái 0,05 còn ở đây, còn 0,03 vì chúng ta mới cắt 0,02 đi. Rồi lệnh dưới thì mình nghĩ là cũng khá là to, thế là mình bấm ở đây. À, không phải, mình chuột phải vào đây chứ. Hồi nãy là bạn double click, còn bây giờ thì bạn chuột phải vào đây cho mình. Khi các bạn chuột phải vào, nó có hai nút,
Chẳng hạn như có nút điều chỉnh và nút đóng một phần nè. Các bạn bấm nút nào cũng được nha. Khi bấm nút điều chỉnh thì nó quay lại cái bảng hồi nãy. Mà cái bảng này thì mình hướng dẫn rồi. Vì vậy mình sẽ bấm cái nút dưới để mình hướng dẫn các bạn. Thì khi bấm vào đóng một phần thì đây chính là cái chức năng đóng một phần nhanh. Nó sẽ hiện ngay tại vị trí này. Các bạn sẽ gõ luôn 0,02 chẳng hạn. 0,03 mà muốn đóng 0,02 vậy thì lệnh sau cùng của chúng ta còn là 0,01. Chấp nhận. Xong. Vậy thì chúng ta đang có 0,04 khối lượng mua đến từ euro. Và trong đó chúng ta sẽ có hai lệnh, lệnh số đuôi 441 này là 0,03. Chúng ta kiểm tra lại. Lệnh số đuôi này, 0,03 này là chúng ta có stop loss là 17 đô, được. Lệnh này 0,01 chúng ta có stop loss là 5 đô. 17 với 5 là 22, 23 đô, loanh quanh 23 đô. Thì cái điều này là mình thấy ok, vẫn là 1/4 tài khoản. Mình nên test tài khoản, chẳng hạn như mình ok với cái này. Rồi, thế thì mình đã vào lệnh xong, mình bấm nút này, thu lại và mình quản lý cái lệnh khác. Nhưng một lý do nào đó, chẳng hạn như bạn kiểm tra lịch kinh tế, mình thấy, sát giờ chuẩn bị có tin tức ra, chúng ta không muốn giữ cái lệnh này. Vì vậy các bạn muốn đóng toàn bộ lệnh này ngay lập tức, thì các bạn sẽ có chức năng này. Click vào đây, các bạn sẽ có 3 lựa chọn để các bạn chọn. Đóng những lệnh lãi, đóng những lệnh lỗ hay đóng tất cả. Chẳng hạn như mình không muốn đóng cái Bank America này mà mình muốn đóng cái lệnh lãi này thôi. Mình bấm vào đóng, lợi nhuận ròng này, mình bấm vào đây. Rồi bấm không hiển thị thông báo này. Rồi chấp nhận. Thì lệnh euro của mình sẽ bay màu ngay. Còn muốn đóng luôn tất cả, mình bấm vào đây, đóng tất cả. Úp, xong, là mọi thứ nó sẽ bay hết. Ở đây chắc là nó bị lag một tí. Đây, xem ở đây này. Rồi, để mình tải lại. Rồi, vậy thì mình vừa thực hiện xong thao tác để các bạn nhìn rồi. Thì thao tác vừa rồi được gọi là cắt lệnh từng phần. Cắt lệnh từng phần. Ok, vậy thì mình vừa hướng dẫn các bạn làm quen và sử dụng giao diện của XTB được mang tên là XStation. Và hiện tại thì chúng ta sẽ dừng video tại đây. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục kỳ sau nhé.